Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của mình là Kaki. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp tập thứ hai trong series Project Slayer của mình. Thì ở đằng sau mình là một cái thác nước phải không? Thì anh em biết chúng ta sẽ làm gì rồi đấy. Ok, intro. Ok, thì clip hôm nay chúng ta sẽ làm gì phải không? Chúng ta sẽ đi lấy hơi thở của thủy nha. Hệ thủy, hơi thở hệ nước anh em. Thì trong thời gian giữa hai tập mình đi khắp map mà mình đi lục loại tùm lum nơi. À đủ cái gì thế kia, có thằng câu cá ở đây nữa. Với lại mình đi qua một cái chỗ mà đó, cái làng của nó, để mua cái lồng đèn anh em, để thắp sáng trong đêm, chứ nếu không mình tắt cái là mình mù u à. Nhìn đi, ri ai dám chơi nữa không, sao chơi được, sợ quá. Bật lên liền phải nồi. Thì đầu tiên mình cần chuẩn bị 5.000 tiền. Thì mình cài tiền, mình có hai chỗ để cài tiền nha. Một là anh em đi đãi xa, hai là tìm kim cương giúp cái con bé ở bên cái khu vực kia kìa. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào đây để học được bí kíp hệ thủy nha. Phải. Ok, bấm vào đây nha. Mình không hiểu về đăng game này nó không bị dính bản quyền nữa, hay thiệt. 5.000 yên. Nói cái gì đây? Cut the boulder. Đó, để nó biểu mình đi làm gì, chặt đá anh em, giống trong phim vậy. Hành trình của mình sẽ trở thành thủy trụ. Ai tôi bơi thôi, ai đừng có câu tôi đó, chết tôi đó. Câu cái là chết mẹ mình luôn á. Water rock là cái gì đấy? Ok, ấy mình lượm được cái gì ấy? Ủa có thấy cái gì đâu trời, mình lượm được mấy cái hoa này. Thì anh em nào biết cái hoa này có tác dụng gì thì comment bên dưới nha, mình chẳng biết cái hoa này để làm gì luôn á. Tảng đá này phải không, nhìn vô cái biết mà. Begin shining nè, D nè, F N C R G S L L G V R R K K U S V N. Làm giống kiểu mình chơi audition á. Rồi ok, game này có hướng dẫn nhiều cái gì được đấy. Quay lại chỗ cái thằng cha già để trả nhiệm vụ. Biết về đang mình tìm ra được cái chỗ này không, là mình thấy có mấy ông chui vô, mình thấy lạ ông đi theo, thì mình vô đây mình bấm thử dòng cha, biết thằng cha nói gì không? Bạn phải cần 5.000 à, trời ơi hết hồn. Ok, nhiệm vụ tiếp theo, mấy cái cục đá này là theo như mình biết nó có khả năng là mấy cái cục đá nằm dưới nước anh em. Nó bảo là find the grow wild rock in the river này. River là cái con canh, con sông gì đấy, kiểu kiểu vậy. Nói chung là mình cũng không rành tiếng Anh lắm. Ok, nhảy xuống nước nào. Ở đây có cá hay sao mà nó bùm 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 bùm. Cá. Đây, xuống nước rồi, phải cẩn thận. Mắc oxy là vui lắm. Đó, trầu lên mặt nước lại, nhìn nhìn coi là có không. Đó, bên này có này. Đây có hai cục luôn, ngon lành. Ok, bây giờ quay về với chỗ cái thằng cha nữa. What the fuck, 1.000 mét luôn, ghê vậy. Ông bắt tôi đi bộ cả km ư, bó tay thì chứ. Ok, nó có một cái bức hình đù, mình kéo tặng đá đi hả, vãi thiệt luôn. Ok, nó bắt mình buộc dây vào bụng và kéo đá đi, bỏ tay thì chứ. Tụi bay đang đánh boss phải không? Bay nó mình khi mình đi mình thấy một con boss hệ lôi nha. À không, một con boss hệ thủy anh em. Rồi nó bắt mình kéo cục đá theo đi theo hướng la bàn hả? Và anh ơi, kéo đá nó có cho mình leo núi không? Đồ kéo đá này mà cho leo núi thì chắc vui lắm. Mẹ người khỏe như trâu. À, gì vậy, bị kẹt rồi mẹ. Cái này ngoài đời thật chắc tôi là Superman quá anh em ơi. Có cái người thường nào mà nó kéo được cục đá như thế này không, kéo ráo không anh nào thì chứ, có vạch đích luôn, kéo đua. Vô. Ok, ngon lành. Nào quay về trả nhiệm vụ thôi. Ôi ánh nắng đã lên ha, chiếu qua những tán cây nhìn rất chi là đẹp, quá đã luôn.
game này có đồ họa đẳng cấp. Ước gì rồi Bloodroot có thể làm cho cái đồ họa đẹp như thế này được không? Cho game nó bá đạo hơn. À, cơ chế game của game này nó theo kiểu hardcore và hơi chân thật một chút. Úi dồi, chói quá, không thấy đường anh em ơi, chói quá. Mắt tôi bị rực lửa bởi mặt trời luôn. I know what the fuck is that. Ê, hệ thủy của mình làm được nữa luôn hả? Ghê ấy. Nó biến thành cái bánh xe, nó quay như đúng rồi luôn kìa anh em. Ôi dồi ôi, phê. Lấy hệ thầy là nói chung là quá đã luôn. Chưa từng thấy một cái tựa game nào bá đạo như game này. Trời ơi, đi mỏi chân luôn á. Đi không được thì mình leo núi, đơn giản leo hết lên luôn đó. Leo lên chỗ dễ anh em. Tìm cái chỗ mồ dễ leo á, chứ leo trúng mấy cái chỗ kia là chết mẹ mình luôn á. Đó, đứng đại nghỉ ngơi không? Có cái vách nè. Vậy. Nếu chỗ này không có vách là mình chết mẹ mình luôn rồi. Không leo được nữa anh em ơi, không leo được nữa. Ủa, sao không leo được? Ủa gì vậy ta? Mới leo được mà. Ở kìa. Game này hài hước quá. Trời ơi, nó dẫn mà đi đâu mà xa lắc thế. Wow, một ngôi làng. Một ngôi làng khác anh em ơi. Wow. Ê, mình nhớ chỗ này. Anh em biết cái chỗ mà cái chỗ của cái thằng gì đó mà nó đứng đầu như này với lại những trụ cột ở đây quỳ xuống nè, đó các kiểu. Không phải quỳ xuống mà đứng ở đây nè. Cái nãy rồi. Ai da, mới vô mình thua liền nhảy. Không được nha. Khi nào đây? Bài nào? Ôi, lại có mấy cái bình này. Mình thấy người ta luyện khí bằng cái bình này anh em. Đứng đàng quá xếp rô này, đảm bảo mình bị đập cho chết luôn á. Nguy hiểm quá. Sáng nào tắt đèn đi. Ok. Sao mình cứ thua hoài vậy? Thiệt là bó tay anh em ơi. Cỡ chắc cỡ vài giây, bao nhiêu giây mình không biết, chắc chừng đó để mà làm lại lần nữa. À mình hiểu rồi, bấm cách là thua. À, bấm vào đây nè. Trời ơi. Được rồi. Vẫn hồi khó vãi. Cái này mình phải tập trung lắm mới làm được nghe. Đâu bây giờ nó mẹ nó bắt mình quay lại nữa kìa. Ok bây giờ mình để một con quái muốn giết mình đi, ghê quá. Ê con này đi đánh không? Nó là dân thường, nó chỉ là lính bảo vệ thôi. Đó nó chặt bay đầu luôn, cái đầu nó rất rầm. Defeat. Quả nào nó bắt mình đi defeat cái con nào đấy? Sabito. Ủa Sabito là thằng nào? Nó bảo mình phải đi đánh Sabito để lấy hơi thở của nước, có đúng không ta? Đây là cái rào cuối rồi, mình không biết. Á đầu. Thôi xong rồi. Cái này đánh làm sao? Ê mấy anh ơi, tôi muốn đánh nhau đó. Đó mình tới mình xin mấy anh thanh niên này cho tôi đánh với, nếu không là anh đánh tôi luôn, mệt lắm. Trời ơi, cũng bảo mình tới đây đánh là mình sẵn hồn luôn anh em ơi. Con boss này khó đánh lắm, đánh kiểu gì đây? Mà nếu đánh một mình thì mình đánh không nổi anh em. Có người vô đánh cùng là ok. Ê, phải. Ôi da. Ông này kỳ quá. Ôi cho tôi đánh với, đánh bùm. Ai à. Ôi ghê anh. Khiếp quá.
Khổ quá anh em ơi, cho tôi giết nó với. Ây ok cá. Mình mới lượm cây kia. Được rồi. Vậy ok, mình xong nhiệm vụ rồi anh em. Với lại mình chôn được một cái thứ mà mình không thuộc về. Mình chôn được cái cây này anh em. Ồ cái gì vậy ta? Mình chôn được thanh kiếm. Đã bên rồi. Ủa mà đánh nó, ủa nó là thanh kiếm khác mà sao nó ra cái thanh kiếm này? Thanh kiếm này thanh kiếm gì đây? Khoan. Ồ kiếm hệ phong. Vãi. Nè kiếm hệ phong nè. Wow chém đã thế. Đâu sao nữa? Về trả nhiệm vụ à? Cái gì vậy? Ê được đâu được đâu. Nhìn nè anh em. Wow ngon lành. Nghĩa là mình phải đi farm cấp cho cái thằng water breeding này nữa. Ai what the fuck, không biết luôn á. Breed bấm L rồi đúng á. Ok nó tuột kìa. Ô tuột kìa. Wow ok đây là chiêu đầu tiên à. Vãi cả nó tuột. Vãi tuột thế sao trời, khó nha. Cái này mà đứng lại gồng rồi sau đó đợi địch đánh đánh nhau mà địch tới xiên cháy mình luôn á. Đó chiêu thức thức một. Water surface slash. Water surface slash. Wow nghe kìa. Không được rồi, mình để cái nút này mình chỉnh nút lại đi. Chứ mình để cái này khó quá anh em ơi. Ok cho nó chữ G nha. Chữ G này thành chữ L đi. Ây da G. Sau đó chuyển cái này thành chữ L. Mình chuyển ngược cái này thành G. Ok thế là chúng ta ra một cây kiếm. Đó Swam. Quá đã luôn. Ôi giời ơi. Quá đã quá đã. Phê loài. Ok thì video tới đây mình đã khá là dài nên mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Vãi nồi chứ. Cuối cùng thì cái hành trình đi lấy hơi thở thủy cũng đã kết thúc nha mọi người. Ok nếu anh em nào thấy thích video này hãy cho mình một like, share, đăng ký và nhấp vào cái chuông để không bỏ lỡ video nào trong tương lai của mình nha mọi người. Ok hẹn anh em ở video tiếp theo của mình nha. Mà trước hết là video này phải đạt được 20 like như video trước để mình có thể có động lực làm tiếp và tập thứ ba cho anh em xem. Mà nồi chứ. Ok bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye.